Ok xin chào bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh chiêu lược của mình và mình là Thắng nè. Thế bạn thấy hôm nay Thắng đeo cái quả kính đen này có chất có ngầu không? Mà các bạn có biết cái lý do vì sao hôm nay Thắng phải ngầu như thế này không? Đó là hôm nay Thắng sẽ làm lính đánh thuê và Thắng sẽ đi làm một tay súng bắn tỉa thật là chuyên nghiệp. Và cái công việc chính của Thắng ngày hôm nay đó chính là làm chú cảnh sát bắn súng bắn tỉa, đi bắn tỉa những cái tên tội phạm xấu xa, những cái tên tội phạm mà không thể tiếp cận được, nên là Thắng mới phải tiếp gần từ xa, cầm cái khẩu súng bắn tỉa bắn. Sẽ cố gắng bắn hết sao cho tất cả các bạn xem nha. Ok, và nếu như bạn thấy cái video này của Thắng Hạnh, hãy nhớ để lại cho Thắng một like, một đăng ký kênh thật nhiều để xem video tiếp theo nha. Còn bây giờ thì let's go. Ôi trời, sao bây giờ mới là 8 giờ sáng nhưng mà mình nhìn ở đây tối thế nhỉ? Mình quên, mình đeo kính râm cả là mình trai thấy cái gì. Đi bắn tiểu mà đeo kính râm này thì làm sao mà thấy tội phạm mà bắn được? Mình phải đổi sang cái quả kính truyền thống của mình mới được. Đó, đấy, phải như thế này thì mình bắn được tội phạm. Chứ đeo kính râm chỉ ngầu thôi, chứ nó làm sao mà ngắm được bắn. Ok, thì mình nhớ nhé, mình sẽ bắt đầu let's go bắn thôi đây. Đó, có hai tên tội phạm này. Vậy nhỉ, đó, bạn thấy chưa, cái khẩu súng của mình xịn xịn sò chưa. Bây giờ mình nhỏ tay ra phát nè, sẽ đạn sẽ ra luôn để mình sẽ bắn nè. À, mà cái thùng này là thùng gì đây, mình bắn thùng này nào. Thùng này là thùng dầu này. Mình bắn phát thôi là nổ bùm phát chết hai tên tội phạm luôn nè. Hay lắm. Đây nè, à, tên này headshot. No, headshot luôn. Tiếp tục. Wow, mình bắn một tên nhưng mà chết tận hai tên này nè. Wow, ghê thật. Boom. Wow, headshot. Mà thấy mình bắn ghê chưa. Wow, phát được 140% động lực liền. Wow, được thưởng 250 tiền vàng nè. Đó, mình trở thành lính đánh thuê rồi chứ không phải là cảnh sát nữa các bạn. Hai tên này, à, mình biết mình lên bắn vào đâu rồi. Mình sẽ bắn vào cái tấm gỗ này nha. Đó, mình sẽ bắn vào cái tấm gỗ này để cho hai cái viên đá này, hai cái hòn đá này lăn xuống để chết hai cái tên màu đỏ này luôn. Thấy không? Bạn thấy mình tính toán như thần luôn. Nào, bắn. Lăn. Đó. Chờ. Ghê thật đấy. Mình sẽ làm cách nào để giết được nhiều tên tội phạm nhất nhưng mà chỉ mất ít viên đạn nhất. Ok, bây giờ mình sẽ bắn, à, mình sẽ bắn cái thùng bom ở giữa này nhá, để nó lổ toang hai cái tên này đi nhá. Ok, nào bắn. Bọn này chết em xì luôn. Yo, quá là hay luôn. Tiếp tục. Wow, mình tưởng mình được mở hộp quà cơ, hóa ra không phải à. Yo, kia gì đấy. Ô, bạn này này, có tên đầu súng với mình sao ấy. Mình sẽ bắn headshot. Wow, tên này cực kỳ là chất đấy, cực kỳ là trâu luôn các bạn ơi. Mình sẽ bắn tinh vào đầu luôn. Bùm luôn. Đồ, vẫn chưa chết luôn. Như tên này phải bắn 3 phát này. Nào. Đó, cái tên này đeo kính đen giống mình nha, nên là không nhìn thấy mình đứng ở đâu cả. Mình đi qua. Mình đi tại cái lò này. Trời, nhưng mà mình phải xem quảng cáo. Phải xem quảng cáo luôn. Để xem quảng cáo để lên cái lò đấy nha. Nào, mình xem quảng cáo để lên cái lò này. Ồ, cuối cùng thì mình đã có cái lò thân này rồi nha. Lâu thanh, bây giờ mình sẽ chọn cái lò ở đâu ta? Đây. Thôi, mình sẽ chọn cái lò ấy nhá. Ok. Oh, phát này, à. Vậy mình sẽ ngắm cái tên này, cái tên, à, đây đây. Mình sẽ bắn cái quả bom ở giữa nhá, để cho lửa tung mình. Mà không biết cái lò có bắn được cái thùng dầu cho thành quả bom ta. Mình bắn thế nào. Wow, vẫn được luôn nè. À, cái tên mà đeo cái hình sáng sáng vàng vàng đây là tên này cầm một chiếc chìa khóa các bạn ơi. Đúng không? Wow, một tên này, hai tên này, ba tên này, bốn tên. Không sao, có cái thùng dầu là mình sẽ bắn thùng dầu nhá. Không cần tốn nhiều tên làm gì cả. Yo, có hai tên này bạn ơi. Có hai tên, nào, ngắm nó, con này cứ đi lại lại này. Là mình không ngắm được. Một tên. Trời ơi, các bạn, cái lò này thì ra là bắn ra đạn chứ không phải là bắn ra mũi tên đâu mà. Nào, tên này nữa. Tên này nữa. Yo. Hay luôn. Ok, 20% này nhá. Lâu thanh. Rồi, mình sắp tới đích rồi các bạn ơi. Mình sắp tới địa điểm khác rồi. Mình chưa kịp ngắm luôn. Mình mới ấn bừa này. Mình chẳng may mình chạm tay phát thế là cũng trúng luôn này. Hay lắm đấy. Đánh nhá là mình phải bắn cái tấm gỗ này. Đấy, mình phải đắm bắn cái tấm ván này này. Đó, để rơi phát vào hai cái tên tội phạm luôn này. Nó chết hai tên luôn. Chứ mình đánh được hai viên đạn các bạn ạ. Ok, tiếp tục. Tên này mình sẽ bắn cái thùng dầu ở đây tiếp. Bây giờ tội gì bắn thùng dầu. Wow, có hai tên, mình tưởng hai hòn bi cơ, hóa ra là hai tên. Ồ, bây giờ mình sẽ bắn tên bên dưới nhá. Nào, tên này đứng im này. Đứng im này, thì đứng im này, mình được thêm cái chìa khóa này nè. Wow, mình sắp được súng mới rồi đó.
đó các bạn ơi. No time, mình không nhận tiền đâu. Wow, mình mà hôm qua hay hôm qua này. Cái gì đấy, cái này là huy hiệu ạ? À? Cái huy chương à? Rồi, lâu thanh, được tiền này để làm gì ta? À, tiền này ui, 3.000 tiền mới mở được này, đây là trọng tâm này. Wow, wow, đây là trọng huy hiệu này, ok. À, mình sẽ bắn nha, đây, mình sẽ bắn cái bán gỗ này. À không, mình sẽ bắn cùng dầu đi, bắn dầu. Wow. Thì ra những cái bọn nó đứng trên đấy là những cái mảnh băng các bạn ạ. Hay là bọn này lại ngu rồi đến thể hiện này mình lại bắn cái thùng dầu này. Nào, lấy thể hiện này. Ủa? Bắn thùng dầu nhưng bọn này đứng trên sắt nào. Thế nào bom nó không nổ lên trên được các bạn. Cái thùng dầu nó không nổ lên trên được. Này, chết cái sắt luôn, một tên. Nào, tên thứ hai nè, tên này cũng hết sắt luôn, tên này mình sẽ bắn vào chân nha. Bắn vào chân mà không cùi xuống kêu đau chân. Mình sẽ bắn vào cái tấm gỗ này, tấm gỗ đầu tiên. Wow, chết ba tên luôn bạn ơi. Hay lắm, mình sẽ bắn tên cuối cùng này. Wow, mình được thêm cái chìa khóa này nhá. Mình sắp xếp được súng mới này đó các bạn ơi. No thanh, tiếp tục. Cái này mình sẽ bắn vào cái hộp xốp nha. À, sẽ bắn cái hộp cắt tông này. Bắn không được bạn ơi, không được ta. Còn bắn vào này, bắn luôn tên này, này bắn vào đầu này, tên này, này bắn vào đầu này, bắn vào đầu áo. Mình bắn đúng vào cái trong đái của cái tên đó. Cái này bắn của bom nào nó không lửa nó đâu ta các bạn ơi. Nhưng mà mình cứ thử bắn xem cái thùng dầu này xem nó có biến thành có bom không ta. Wow, thế là đẩy hai cái hộp đấy vào hai tên kia, toi mạng luôn. Yo. Ôi bạn ơi, phát lại đông quá này. Trời ơi, tên này phát này mình bắn nào ta? Bắn. Wow. À, mình bắn chết tên nào ấy, xong rồi tên đấy đổ vào tên nào thì tên đấy nó cũng chết theo. Đó như kiểu hiệu ứng dynamo ấy. Đây nè, mình sẽ bắn vào dưới nha. Ở dưới này. Luôn đó, chết. Rất hay luôn nhá. Còn cái này nữa. Thế là xong các bạn. 80% rồi, mình sắp có súng mới rồi nè. Lâu thanh, yo. Có phát đề bắn như nào ta? Trời ơi, mình vừa ấn nhầm thế là bắn ổn rồi, mình sẽ bắn không giàu nha. Mình sẽ bắn đây. Rồi đây, mình sẽ bắn cho cái cột này nó rụng xuống này. Đó. Ghê chưa? Tiếp tục cái cột này. Đó. Nhưng mà vẫn tốn mất 3 viên đạn các bạn ơi. Tiết kiệm viên đạn. Wow. Tốn tên bắn 3 viên đạn thế là tiết kiệm rồi. Tiếp tục. Đồng này. Đây mình sẽ bắn vào cái thanh cố này nhá. Bắn cái thanh chết. Meo, thì chết mất một tên này. Bên này. Meo. Chết mất hai tên này các bạn ơi. Tên này. Tên này. Thu xong thế nào vẫn hòa 4 nè, mình vẫn mất bằng tính nha. Mình vẫn tốn bằng đấy với nạn chuyển giết được hết sạch cái tên màu đỏ này. Tiếp tục. Yêu. Bắn cái nào. Một viên duy nhất. Yo. Wow, súng mới nè, hay lắm. Mình lại có súng mới rồi à. Còn được mở hộp quà luôn nhá. Mở này. 1, 2, 3. Trời. Úi, lâu thanh. Mà mình cũng biết. Đúng rồi, tiền trong này rất nhiều tiền mới mua được kiểu khẩu súng khác cơ. Bây giờ mình sẽ dùng súng mới nè. Đó, súng mới này không biết nó cái xịn sò như nào nha các bạn. Có 2 tên, có 3 tên các bạn ơi. Có 3 tên này, đấy một tên trong cái lồng kính này và một tên. Đây mình sẽ bắn cái tên trong cái này. Tên này này. Wow. Đã thật tuyệt vời, có cái này. May quá. May nè. Còn một tên ở trong lồng kính này bắn nó mới đã này. Tên này. May đi. Đấy. Yo. Có 2 tên nè, một tên đây. Mình sẽ bắn cái thanh này để cho cái tên rơi xuống trúng đầu cái tên ở bên dưới nhá. Nào. Wow, cái thanh này bằng sắt nên là mình không bắn được các bạn ạ. Đúng rồi, bằng sắt nên mình không bắn được này, nên là mình sẽ bắn vào chân nó. Mình bắn vào mông của nó. Còn tên bên dưới, tên này cầm chìa khóa này.
Vậy là mình đã có thêm một cái chìa khóa rồi nha. Wow, game này chơi rất là đã luôn, phải sướng tay. Tiếp tục. Wow, có đông đấy nhở. Qua đây. Bọn này di chuyển quân chưa được. Tên này. Mình sẽ bắn văng chúng hai tên luôn nhá. Ghê chưa? Bạn mình chỉ phải ghê được. Tên này, đúng rồi. Thích đi đặt nhiều này, có chìa khóa luôn. Wow. Đây nha, mình sẽ bật cái thùng dầu ở giữa này nha, thùng bom ở giữa này nha, để cho hai cây quả bi này nó lăn xuống chết hai cái tên màu đỏ này nha. Lại lớp sau còn đá này, mình bắn thùng dầu, Wow, người chưa, mình giải quyết những cái tên trộm này cực kỳ là nhanh luôn. Lâu Thanh, ôi ôi, bốn tên đứng đây này, mình lại bắn cái thùng dầu này này, quả đi này. Nhảy đi. Tốn một viên đạn thôi. Ok. Tên này đứng trên này mình sẽ bắn lỗ như cái tấm kính này nha, cho đi xuống. Tiếp tục. Lâu Thanh, wow gì đây? Lại được mở hộp quà luôn này. Chơi game sẽ phải được mở hộp quà luôn các bạn. Rồi, bao nhiêu đô? 15 đô này, 30 đô này. Wow, tổng cộng mình được 65 đô. Lâu Thanh. Wow, trong này đông thế nhỏ. Hay là mình sẽ bắn nó kính nha, để cho lỗ hết kính nha bạn ơi. Mình bắn tên dưới này, wow. Và còn 3 tên đứng trong lồng kính như này, mình sẽ bắn kính thôi. Ngoài, còn một tên nó bị sót nè. Cái khẩu súng này, cái viên đạn của mình bắn ra là nó màu xanh. Wow, nhìn đẹp nhờ quan, kiểu là ngôi nhà này. Nhìn đẹp đấy cũng ra gì phết đấy. Mình sẽ bắn cái quả bom ở giữa này. Trời ơi, lại trang trí đẹp thì làm gì, mình bắn phát súng rất sạch luôn. Lâu Thanh, game này chơi sướng thật đấy các bạn. Bọn này trốn được đâu ta? Lại tên cầm chung này. Mình sẽ bắn tấm kính này. Bên dưới có bom này các bạn ơi. Bốn quả bom luôn này. Trên sống bao lâu? Wow, ghê chưa? Một viên đạn duy nhất, hai viên. Mình tốn mất hai viên. Lâu Thanh, tiếp tục đầu đây. Bọn này trốn ở đâu các bạn ơi? Ôi, bọn này nó trốn ở đâu mà kỹ này? Đằng sau cái tấm cố này rồi. Đằng sau cái tấm cố này rồi, không thấy luôn. Bên này, bên này đó. Rồi nha, xuất hiện một tên nha. Bên này còn tên nữa này, hay lắm, thích trốn lại. Thò đầu ra đây. Mình giải quyết nhanh gọn quá các bạn ơi. 60% rồi, mình sắp có súng mới rồi các bạn ơi. Ok các bạn ơi, các bạn thấy tháng hôm nay làm tay súng bắn tỉa của chất đồng. Wow, thật bắn phát nào là hết sốc phát đấy luôn. Ở đâu có tội phạm, ở đâu có thắng TT. Ok, và cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video này của Thắng nha. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video lần sau. Còn bây giờ thì bye bye.